Bây giờ là 9 giờ kém ha, cỡ 8 giờ mấy á. Thì lịch trình của mình hôm nay á là mình phải xong video, nhưng mình nó gồm 3 phần là mình mới chỉ kịp xong có một phần thôi. Và ngày mai deadline rồi. Nhưng 9 giờ mình lại có việc phải đi. Xong rồi 11 giờ mình sẽ lên xe để đi Đà Lạt. Đoán xem ai sẽ phải edit video suốt cả chuyến đi, cũng như là lên Đà Lạt cũng phải edit video nè. Đang bận như vậy mà tại sao vẫn đi Đà Lạt? Chắc các bạn đang thắc mắc đúng không? Ừ thì hiện tại là stress quá cho nên mình cần phải kiếm một nơi nào đó để xả hơi một tí. Thì do tình huống bắt buộc không thể né tránh được nên mình sẽ vác công việc của mình đi Đà Lạt luôn. Ok, hẹn gặp các bạn trên Đà Lạt nha. Tự nhiên mình đang phân vân là không biết có nên mang theo cái mic không dây không. Tại vì vấn đề của những cái mic shotgun này á, bạn thấy không, là nó sẽ thu âm ở nơi cái hướng mà nó chỉ về. Cho nên nhiều lúc mà mình quay ở phía sau lưng của nó thì sẽ không nghe được tiếng. Và kiểu như á, mình xài Wi-Fi 3 nó không có màn hình lật á, nên mình hoàn toàn không monitor được cái audio level nó bao nhiêu, dẫn đến tình huống là có nhiều video âm thanh nó bị nhỏ, mình không hay biết để chỉnh lại á. Nói chung là khổ lắm. Bây giờ phân vân không biết có nên mang mic shotgun này theo hay là mang hẳn mic không dây, rồi có đủ chỗ để không hay là mang cả hai. Mình chả biết nữa, đi một thời gian ngắn có mấy ngày mà mang nhiều quá cũng lười. Hello, mình đã tới được Đà Lạt hồi sáng rồi nha. Bây giờ tranh thủ đi ăn sáng rồi nha. Vô làm nữa, 9 giờ mới làm được. Buổi sáng nay chắc là sẽ ăn bánh căn ha. Vấn đề của việc mà lên vào ngày trong tuần á là mình phải mang theo hai laptop luôn. Tại vì thứ sáu mình còn làm việc chứ chưa có nghỉ được. Nên coi như là ngày hôm nay đầu tiên tới là chỉ lo chạy cho xong việc ha. Với lại là còn một cái clip phải dựng cho xong nữa. Clip đó gồm 3 phần, mình mới dựng có 1 phần 3 thôi. Là hôm nay thứ 6 đúng không? Và thứ 7 Nhật họ cần phải chiếu clip ở trong buổi lễ. Và mình đã nhận gấp rút luôn. Đúng rồi, phải đi ăn cái đây. À, cập nhật thời tiết luôn ha. Ví dụ mà bạn nào muốn đi là đợt này á, thì giải thích là mùa này là mùa lạnh nhất của năm ha. Một trong những mùa lạnh nhất thôi. Và không có mưa nữa nên thời tiết rất là hoàn hảo. Đúng như Đà Lạt để các bạn trải nghiệm luôn. Tháng 12 là nhất là rất là dịp Noel nó thì Đà Lạt lúc nào cũng đông mà, nên tranh thủ là đi trước Noel hoặc là sau Noel thôi. Biết đâu lên sẽ gặp mình sao. Đấy là mình đi ăn sáng xong về rồi á, xong vô làm. Mà chỉ muốn khoe với các bạn là cái mùa này á là Đà Lạt thời tiết đã lắm nha. Bây giờ kể cả có nắng dịu nhẹ thôi chứ không có nắng gắt, không có mưa gì hết, và bây giờ trời đang rất là đẹp luôn. Nên mình sẽ đi chụp hình cho bạn coi ha. Là như mọi lần thôi, tới Đà Lạt thì phải lên đồ với mình một tí nha, coi cảnh quan không gian chứ, để lấy không khí xả stress mà. Thật ra là đợt này mình không phải đi một mình, quá trời luôn. Hơi lạc đề một tí, nhưng mà đợt này á mình không có đi một mình có đi với bạn trong team của mình nữa, có nghĩa là có đi với Phú, Nghĩa với lại bồ của Nghĩa sẽ chạy lên sau. Ở đây là toàn dốc không, mà lên xíu là thở rồi. Quá mệt, nhưng mà cảnh quan rất là xứng đáng. Không biết từ lúc nào mà có mấy bạn mang cái ghế lên kia kìa. Mang cái ghế này là một ý tưởng hay ấy chứ. Giờ chính thôi, như này đủ thôi. Bây giờ về làm tiếp này. Phải chạy đua với deadline nữa. Bây giờ là gần buổi trưa rồi, nhưng mà nhiệt độ vẫn cảm thấy rất khá là lạnh ha. Mình không có kiểm tra nhưng mà đoán đâu đó tầm 17-18 độ. Nên phải mặc áo lạnh như vậy nè. Vậy mới đúng chất lại. Sẽ khoảng đâu đó là cỡ hôm nay thứ 6 không? Thứ 7. Tối thứ 7 mình sẽ lên xe Chủ nhật về lại Sài Gòn. Bạn bè cũng có hỏi là đi Đà Lạt ngắn nhẹ đi có gì vui. Nhưng mà với mình thì kiểu quen rồi á, chỉ cần lên hít không khí chút xíu quay về là thấy sợ chết lắm rồi.
Rồi, ok. À, cùng nói chuyện với clip khác của mình ha.